Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cái Angus các bạn. Đầu trọc lóc, sải tích nghiêm chỉnh, chân móng thì hoàn thiện. Cái Angus đầu trọc lóc đục trụi các bạn. Lưng một lưng nha. Rúng yếm rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng yếm rồi nghiêm chỉnh hết, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó, con cái Angus này thì chủ báo giá là 17 triệu các bạn, 17 triệu. Lưng một lưng, dòng này lai sâu dòng 2 các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Dòng này sau này nuôi con rất giỏi các bạn. Và mát sữa dữ lắm các bạn. Trúng chiền, bún chú đều. À, chân móng đồ hoàn thiện, xương cực kỳ cối. Chân móng đồ hoàn thiện, xương cực kỳ cối các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dài các bạn. Đó, chạy đuôi chà bá luôn các bạn. Cái Angus này thì chủ báo giá là 17 triệu các bạn, 17 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bún chú đều nè, rúng chiền nè, chân móng đồ hoàn thiện, sái tích thì nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt nè, cái đầu chà bá luôn, lưng thì một lưng, đầu đít là bằng y. Giá là 17 triệu các bạn, đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Cái Angus sẽ thích đúng, cao 1m1 bò các bạn, cao 1m1 bò nè, đít nè, đít cao 1m13, cái Angus cao 1m1, đít cao 1m13, giá là 17 triệu các bạn, 17 triệu. Đó, cái lưng luôn các bạn thấy không, sải tích thì nghiêm chỉnh hết, chân móng được hoàn thiện hết, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, đó, đầu trụi lũi, đầu trụi lũi, lưng một lưng, cao 1m1 bò. Đít cao 1m13, giá là 17 triệu bạn, 17 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Giá là 17 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.